Xin chào mọi người, sửa xe nâng nhá.
Đừng đừng làm vậy quá đi nhá. Đây công đây. Đây là nó là công trường ngày này. Cũng đấy là công vết ở đây mà. Vòng về đây. Nó lại cong quá, không việc gì. Nó cong quá đây này, em cứ đóng cho nó bằng cái mặt phẳng này được. Được chưa?
gần được đây, nhìn mắt sáng lên rồi đây, đóng ngay chỗ này nhé. Tuyệt đối rồi, tiếp tục đắm cúc rồi. Ừ, thành đóng giỏi rồi. Đây, một phát đây. Đây này, nguyên cái này nó đã vẹo này em này. Em nhìn nhé. Đây này em nhìn. Đấy. Đấy. Đang lay chim à? Ui giời. Đang bóc. Ai chuyển thật kì. Hả? Bọn lấy máy ơi. Đấy. Cái đầu. Ôi, nó ở dưới luôn.
Thank you.
này đúng đúng động cơ khí rồi đấy. Học bao năm trong trường, trường ra hôm nay bắt đầu mới thể hiện. Quan trọng là mình hiểu bản chất nó thôi. Ấy cái xong rồi nghỉ giải lao để xong tập trung dọn cái này thôi. Dọn này. Này lấy lối vào lối ra không ai nó đâm đầu vào trong kia nó ok. Không có đi đâu. Bây giờ nhắc bớt để đây này sáng nay thầy chọn này để chúng ta đưa ra nhắc vào thì nhắc vào tạm thời để cho xe nó vào trong kia là đến chỗ cái lồng là. Đấy đầu xe nó vào đấy là cẩu đít coi đằng này là nó cẩu lên đây luôn. May rồi mẹ anh đều đấy con. Mai cái lồng xe nào đẩy ra phát là nó góc nó cẩu lên luôn. Léo. Dân Việt Nam mình làm đi làm gì thế không nhiệt tình mấy, là kinh tế không giàu đúng không, không nhiệt tình. Có nghĩ đấy chỉ vì như thế khi đưa anh đang nói không nhiệt tình nên là cuối cùng cái đường không được nhiệt tình. Nó thật sự luôn, nếu mà anh nói bây giờ trả một người khác một quán với mình mà mình giao cho mình làm mà chuẩn bắt làm một cái tiền chú hiểu không, kể cả là lương chưa cao. Nếu anh nói nhưng nếu là ứ là nó cũng lại thành là ứ ngay thì dạy ông là nó sẽ tiền làm nhà mình không lấy người dân mình tốt là dạng như thế các bạn chú chú làm được làm tốt thôi. Anh thì chú tốt kêu lắm nhẹ cũng trả tiền chú đúng không, chú làm là ứ như thế à ứ thì anh giả được khoảng 10 ngày thì anh chỉ giả bỏ những ngày như thế luôn. Mình đừng nên là nói bảo nói cô đúng ở tiền à ứ giả mà không là mình làm mình cũng không nhiệt tình mà thì nó cũng tương tự đấy, chú thấy không? Nói này đừng bảo như vậy, ông cứ đến làm mà ấy đến lúc ông làm mà ấy lương thất đã thất rồi thì lại đéo được lấy hết tiền, nhở? Chịu cho vài tháng nó bảo chưa có, mẹ cứ từ từ đấy nó phát giả nó cũng bùng lên rợ. Thế nhưng mà anh nói 5-7 tháng thì không, nhở? Đấy, anh đi làm. Chỉnh thế nào đấy? Đặt cho thẳng à? Đấy, thế lấy cái gì tông như thế rồi. Ui, nhẹ quá.
cái búa nhẹ quá đéo đủ tải. Ôi, ngoài thì nó nắng đi chứ. Để mát. Điều đây là mát. 4 cân đi đẹp. Tối còn mát nữa. Đã. 4 cân mát nữa. Lấy cái chân đi. Lên đường đi đây. Ta xíu. Thợ hóng xe nhập mạch trong véo xe cơ cho kia dài đập thế nào được xuống. Thì nó có về đấy mà cầm linh lọc để bữa mai gửi về lần kho luôn, xe cũng về kho mà. Mai xe về kho thì đưa chung cầm luôn. Thì đưa chung cầm. Bỏ cái tẹp ấy, bỏ cái kẹp kia ngay không nghe. Hai mũi rồi đấy hả? Tích đủ rồi. Mẹ thẻ xanh rồi. Ủa, cái tùng này tiêm trước quá lại còn tiêm sau. Vẫn có một mũi. Đây rồi, đây là bọn em là nhanh nhất đấy. Cái mùi của con mình đến được 8 tuần chứ. Đúng rồi, cái trai kia 8 tuần cơ. Cái này nó có 2 3 tuần được tiêm được 4 tuần. À, 4 tuần được tiêm được mùi 2 thôi. Anh kéo cái ghế ra để em chọc với bà con ấy. Kéo cái xích ra đây. Xích cho biết đâu không? Xích cho phía này nào. Cắt ra. Đâu à? Nhưng mà cắt đi để mai mà làm không có đéo quá. Bắt người khác, hai ông, hai người khác. À thế à? Tao chết rồi mà còn sai ngày sinh tao cũng chịu không? Chết rồi nhưng mà chắc cái đấy bản cũ. Đâu thì cái đấy của mình vẫn mạch cũ mà. Bản mới của anh là số... số thì phải khác. Thế bây giờ sai ngày sinh làm sao? Chết rồi nhưng mà bên kia nó lấy cái bản cũ nó làm. Mà phải lâu, nó lấy bản cũ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kia kia tí lên kia, tí lên kia, lên kia mà. Rồi. Lái cái này lằng nhằng không biết lái thì khó hết đấy. Đấy thầy cứ làm luôn đã hết rồi đó. Ô cái này đây này, để tôi. Quay gì nó đánh thấy nó bảo rơi thì rơi sao được anh rồi.